Xin chào các bạn. Cũng được một thời gian ngắn từ lúc mà mình làm chiếc Avis rồi đúng không? Thì hôm nay là mình sẽ teaser không phải teaser nữa nó sao ta? Làm vlog đầu tiên về chiếc xe mới của mình. Đó là chiếc CB1000R đời 2022 này. Được không? 2012. Thì như các bạn thấy, xe mình khá là êm. Lý do là mình đi mua gym thôi, mình chưa có thích độ bô. Vì lúc đầu mua xe á, là anh chủ xe ảnh có gắn một lon SC CRT hỏng 60. Nó quá lớn so với cái cách chạy của mình. Đó, cho nên là mình quyết định một là đi gym, hai là tìm lon khác. Thì cái phương án tìm lon khác nó đang hơi khó chịu, mình chưa tìm ra được cái lon nào phù hợp với cái tính của mình cả. Thì trong lúc đó thì mình đi gym thôi cho nó êm ái. Mình rất ghét cái sự ồn ào. Thì lý do mà tại sao mà mình chọn chiếc CB1000R này thì nó liên quan tới nhiều thứ lắm. Cũng cùng một số tiền 220, mình có thể mua được chiếc CB650 đời cao, một chiếc Ducati Scrambler đời cao. Nhưng tại sao mình lại chọn chiếc CB1000 mà cái đời 2012 gọi là đích khá là sâu luôn đó nha. Thì tại sao mình lại chọn cái đời này? Nó liên quan đến nhiều thứ lắm. Thứ nhất là một phần đó là chiếc xe này nó gắn liền với cái tuổi thơ của mình. Thì ba mình đã từng chạy nó, chở mình đi phượt khắp nơi. Nó cũng là chiếc xe đầu tiên mà mình có gọi là có thiện cảm với mô tô á. Thì sau một thời gian cảm thấy là tại sao mình không mua được cái không mua cái thứ mà mình thích. Thì sau một thời gian á, mình suy nghĩ tại sao mình phải đi mua những cái chiếc đời cao này nọ mà mình không thực hiện được cái gì ta, cái đam mê, cái ước mơ nhỏ nhoi của mình từ lúc mà còn một cái thằng học sinh năm 13 tuổi ha. Thì đó là lý do mình chọn chiếc này, vì là đích khá sâu và xe nó thì những xe sâu mà xe sâu thì xe hoàn hảo thì hiếm lắm. Xe này nó cũng có cái này cái kia nhẹ nhẹ. Nói chung là mua xe đích sâu là mấy bạn phải chịu cái phần này. Là về cái phần bảo dưỡng nó sẽ tốn hơn so với những chiếc xe kia. Thì tùy thuộc vào chủ trước thì mình cũng đã fix sơ sơ một số thứ. Nói chung là xe đã ổn định. Nói chung là bảo dưỡng khá là nhẹ, cũng không tốn quá nhiều cho một chiếc 1000 phân khối đâu. Mình muốn nói tới một cái ưu điểm khác của chiếc này á, là chiếc này sao ta, nó khá là mát nha, nó không có bị nóng quá mức như những chiếc xe khác. Ôi mày rồi, cái hố gì to dữ vậy trời. Rồi quay lại là xe mình khá là mát. Như các bạn thấy nãy giờ chạy khá là chậm nha, nhưng mà coi nhiệt độ nè, 96 độ, không có quá nóng ha, không có quá nóng. Và vì mình không biết là do cách bố trí dàn nhựa với máy hay sao á, nhưng mà mình chạy cái hơi nóng nó không có phà vô chân mình. Mình cảm giác nó là khá là ok. Về mình rất thích cái điểm này, xe chạy không nóng, không quá nóng và nó không có phà hơi vô chân người sử dụng nhiều.
một điểm cộng cho chiếc CB1000 này. Và cái điểm đặc biệt khác của chiếc này á, con này nó khác những kể cả con 2022 luôn, là con này xài côn dầu. Thì côn dầu này có tốt hay không thì mình không biết, nhưng mà mình so sánh thì côn dây của con đời mới nó nhẹ hơn côn dầu của chiếc đời này nha. Không hiểu sao nhưng mà côn dầu của mấy hãng khác rất là nhẹ, nhưng mà thằng này nó hơi bị nặng nha, hơi bị nặng, nặng như côn zin BMW luôn á, nặng lắm. Rồi mình cũng đang tính thay, nhưng mà cái giá mà để thay côn dầu á nó hơi chua, tại côn dầu trên thị trường nó không có cao. Côn dầu trên thị trường nó không có nhiều, nên là sẽ phải fix, không phải fix mà là tìm cho kỹ và thay. Giá nó cũng cao hơn mặt bằng chung nữa, vì nó côn dầu mà, hàng hiếm mà, có bao nhiêu chiếc xài côn dầu đâu. Chả biết nó sao nữa, mà nói chung là kỳ đây là chiếc xe mình đã mong ước từ rất là lâu. Nói chung là nó cũng có này nọ xíu. Thì xe cũ mà mấy bạn không thể nào đòi một chiếc xe mà 10 năm tuổi mà ngon như xe mới. Thì nếu như mà mấy bạn muốn mà xe ổn định này nọ thì mình nghĩ mấy bạn nên mua một chiếc xe mới, nó sẽ an toàn hơn. Còn đối với xe cũ thì nó sẽ hoạt động ở mức ổn định thôi. Không thể nào đòi một chiếc xe cũ mà nó quá ken với cái giá gọi là mềm được. Thì đó là điều không thể nha. Không. Bên kia có hai anh. Hai anh đó chạy hướng kia hả?